Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ nâng cấp nhé con máy phát điện này lên lên bản V2. Bản V2 này mình sẽ dùng cho nó hai tầng nhôm và thay một con AC servo vô cho nó phát điện mạnh hơn nhé. Đây, mình sẽ dùng con motor loại 750W này. Con này chế phát điện thì đúng bài anh em ạ.
cái con AC servo này nó phát điện 3 pha 3 sợi này, nên mình sẽ dùng một con SQL. Con này sẽ đổi điện 3 pha về điện DC. Con này chúng ta mua có 20-30 nghìn thôi. Được nhé mọi người. Như vậy hôm nay mình đã nâng cấp xong cái bản V2 bộ máy phát điện dưới suối này, dùng một con AC servo motor 750W. Bây giờ mình sẽ đem nó xuống suối test thử nhé.